Wow, các bạn ơi, hôm nay các bạn đến với tiệm tạp hóa nhiều bánh kẹo của mình nha các bạn. Wow, đây là mình có một bánh bắp ngọt nè các bạn ơi, nhìn rất là ngon luôn nha. Còn đây mình có cái bánh xì nách nè các bạn, đó, vị tảo biển nha. Wow, còn đây là mình có bịch bánh xì nách cua nè các bạn. Ồ, đây là một hộp sữa vô mốt hương cam nè các bạn ơi. Ồ, còn đây là viên kẹo rất là nhiều màu sắc luôn nè các bạn. Wow, xung quanh rất là nhiều món luôn các bạn ơi. À, đây là kẹo của Chaien nè các bạn ơi, kẹo sô-cô-la. Wow, còn đây là bánh trứng nè các bạn ơi, bánh trứng chà bông nha. Ồ, đây là kẹo nổ nè các bạn ơi. Wow, còn đây là mình có thanh kẹo sô-cô-la nè các bạn. Wow, đây là cái gì đây? Gà xé cây của người nhện nè các bạn ơi. Ồ, mình có thêm một bịch kẹo dẻo nữa nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nè các bạn ơi. Ồ, đây là những viên kẹo nhiều màu sắc luôn nè các bạn. Wow, còn đây là mình có sự bịch snack tôm cây đặc biệt nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè các bạn ơi. Wow, còn đây là xì nách phô mai nè các bạn. Wow, nhìn rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Đây mình có một bịch kẹo nuôi nè các bạn. Wow, nhìn rất là giòn luôn. Dưới đây mình có những cây kẹo mút nè các bạn. Wow, đây là cục thạch rau câu nha. Mình có những cục kẹo sữa bò luôn nè các bạn ơi. Wow, còn đây là cây kẹo hình con gấu nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nè các bạn ơi. À, đây là kẹo sô cô la hình trái banh nè các bạn. À, đây là thạch trái cây Nuvi nè các bạn ơi. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn nè các bạn. Wow, còn đây là cái gì đây các bạn? Đây là giống thạch đi quá các bạn ơi. À, thạch. Còn đây là ly thạch dừa nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nha. Wow, còn đây là những bịch kẹo trứng nè các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. À, đây là mình có một hộp sữa kẹo trái cây nha các bạn. Ồ, đây là mình có bịch bánh đùi gà nè các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè các bạn. Ức gà thơm cay nha. Mình có một cái trứng khủng long nè các bạn. Trứng khủng long Dino nè các bạn ơi. Wow, hấp dẫn quá. Còn đây là mình có heo cao bồi là xúc xích nè các bạn, xúc xích heo chấm phô mai hay sao đó các bạn ơi. Wow, cũng rất là ngon luôn nha. Đây là cái gì đây? Thanh que chấm sô cô la nè các bạn, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Đây mình là có những viên kẹo đá sỏi nè các bạn. À, kẹo này ăn cũng ngon lắm đó các bạn ơi.